Song Hye-kyo ám chỉ Song Joong-ki là kẻ xấu bằng một câu nói, NT lập tức đào lại chuyện đáng xấu hổ. Vừa qua, Song Hye-kyo đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Hồng Kông, không chỉ gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp, nữ diễn viên hậu duệ mặt trời có những tâm sự xung quanh chuyện đời và chuyện nghề. Song Hye-kyo thừa nhận, sau tất cả thì tôi cũng chỉ là một con người và có lúc mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình là một người tích cực, tôi cố gắng nhìn theo hướng sáng sủa khi khó khăn ập tới. Điều quan trọng là mọi người luôn nói xung quanh tôi đều là người tốt và tôi cũng nghĩ như thế. Không ít cư dân mạng cho rằng Song Hye-kyo ám chỉ Song Joong-ki là kẻ xấu. Kể từ lúc loại Joong-ki ra khỏi cuộc đời, Hye-kyo chỉ còn lại người tốt ở bên mình. Số khác lại nhận định Song Hye-kyo chẳng hề có ý nhắc đến chồng cũ. Cô vốn mạnh mẽ và đưa ra quan điểm sống rõ ràng, chắc chắn Hye-kyo không muốn đụng mặt hay đả động đến người đàn ông một thời. Ngoài ra, Song Hye-kyo nhấn mạnh chú chó Ruby và người hâm mộ chính là nguồn động lực giúp cô vươn lên mỗi ngày. Tôi có nhiều lúc gian nan trong sự nghiệp và tôi thậm chí từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nghề. Thế nhưng dù điều gì xảy ra thì tôi vẫn có thể bước tiếp vì fan luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, Song Hye-kyo bộc bạch. Đây không phải lần đầu Song Hye-kyo bị nghi đá xéo chồng cũ. Trước đó, trong bài phỏng vấn trên tạp chí W Korea, khi được hỏi mẫu người mà bạn không thích là như thế nào, nữ diễn viên đã trả lời kiểu người xấu tính thường hay bóp méo sự thật. Nghĩ lại thì thật khó để kéo dài một mối quan hệ với người không thể chấp nhận được sự thật như vậy. Lòng người rất khó để nắm bắt, nhưng sự khác biệt giữa bản chất bên trong và vẻ bề ngoài sẽ được tiết lộ thôi. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên đang công khai đá xéo chồng cũ ám chỉ Song Joong-ki là người xấu tính và hay bóp méo sự thật, vì cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào thời điểm cặp đôi mới công khai ly hôn nên khả năng lại càng cao hơn. Song Hye-kyo chính thức ly hôn Song Joong-ki vào tháng 7 năm 2019. Tính đến nay đã gần 4 năm trôi qua, nhưng cô vẫn chưa hề công khai quan hệ mới dù chồng cũ đã tái hôn và đón con trai đầu lòng. Bù lại, Hye-kyo gặt hái được nhiều thành công về mặt diễn xuất. Bộ phim Vinh Quang Trong Thù Hận đem đến bước ngoặt lớn cho cô. Đến nay sau 4 năm, lý do ly hôn của cặp đôi vẫn là một ẩn số. Trong thông báo ly hôn, cặp đôi đình đám xứ Hàn cũng chỉ giải thích do họ bất đồng quan điểm sống và không thể hòa hợp. Đáng chú ý, ngay thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc, thị trường khá o bế, Song Hye-kyo bất ngờ đăng tải các tin tức cho rằng Song Joong-ki đang ngoại tình. Từ bạn diễn trong Biên Niên Sử Adat đến nữ luật sư làm trong đội pháp lý của Song Joong-ki, tất cả tin đồn khiến hình tượng của nam diễn viên xấu đi trong mắt công chúng, còn Song Hye-kyo lại trở thành nạn nhân khi bị chồng bỏ rơi. Những tưởng cả hai sẽ vẫn im lặng, luật sư của Song Joong-ki bất ngờ có động thái cứng rắn, yêu cầu bên Song Hye-kyo ngừng đưa tin có tính suy diễn. Nếu còn tiếp tục, nam diễn viên sẽ công bố hết tất cả. Điều này khiến mọi động thái bên vợ cũ dừng lại cho đến khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Thêm vào đó, việc Song Joong-ki dứt khoát rời công ty chủ quản cũ cũng chấm dứt tình anh em thân thiết với Park Bo Gum cũng khiến dân tình đồn đoán. Vào thời điểm đóng chung bộ phim Encounter, Song Hye-kyo bị đồn đã ngoại tình với Park Bo Gum và bị Song Joong-ki bắt gặp, dẫn đến cái kết như hiện tại. Dù nam diễn viên họ Park sau đó đã lên tiếng phủ nhận, nhưng chẳng mấy người tin tưởng. Có ý kiến phản hồi, Song Hye-kyo cố làm ra vẻ nạn nhân trước truyền thông, thế là phía Song Joong-ki nói sẽ tiết lộ tất cả, sau đó cô nàng im lặng luôn. Song Hye-kyo nổi tiếng là người cuồng đàn ông mà, có lúc nào không lộ tin hẹn hò khi đóng phim chung đâu. Song Hye-kyo khi ly hôn đã cố gắng chơi xỏ truyền thông, nhưng Song Joong-ki nói rằng sẽ tiết lộ tất cả nếu cô ấy không chịu yên lặng, rồi cả hai ly hôn siêu nhanh gọn sau đó. Tất nhiên chúng ta không biết cô ấy đã làm gì sai vì họ không tiết lộ, nhưng thật buồn cười khi nói rằng không có gì sai trái chỉ vì nó chưa được vạch trần đâu.